Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ review cho tất cả các anh chị và các bạn một cái dòng kem giúp dưỡng da mờ nám cực kỳ hiệu quả, đó chính là Casu Abera. Đây nó là một cái dòng kem có cái tiếp nhận và sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản mọi người nhé. Thì đây trên hộp cũng có ghi rất rõ này, Abera được chiết xuất từ các dược liệu quý như là nấm linh chi đỏ Nhật Bản này, nhân sâm, vi tảo đỏ sẽ giúp đào thải cái lượng melanin dư thừa, làm đều màu da và làm giảm vết nám, giảm nhanh vết nám trên da, mang lại làn da trắng mịn sáng hồng từ bên trong với thành phần 100% từ thiên nhiên. Đây này mọi người, ở đây thì ghi tên hoạt chất thì lát em sẽ nói rõ hơn cho mọi người nắm nhé. Và cái sản phẩm này thì nó cũng mới ra mắt trên thị trường thôi, tuy nhiên thì nó mang lại một cái hiệu quả rất là tốt trong cái việc dưỡng da mờ nám cho chúng ta, rất là tốt nhá. Và cái kem Casu Abera này á, nó là dòng kem cao cấp dưỡng trắng, hỗ trợ xóa các đốm nâu, thâm sạm, ngăn chặn những cái dấu hiệu lão hóa trên da cực kỳ hiệu quả và an toàn, với chiết xuất từ những thành phần quý hiếm trong thiên nhiên như là nấm linh chi đỏ, nhân sâm, vi tảo đỏ. Và kem này thì nó sẽ giúp xóa nám từ chân gốc, trả lại sự tự tin vốn có cho phái đẹp nhờ làn da trắng hồng, mịn màng, căng bóng và rạng rỡ. Đấy thì nó có những cái thành phần dưỡng chất giúp da của chúng ta sáng hồng mịn màng rất là tốt mọi người nhá. Ví dụ như là nấm linh chi đỏ thì chúng ta biết rồi, nó sẽ chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa mạnh, thấm sâu vào da, hỗ trợ đánh tan melanin thành nhiều mảnh nhỏ, đào thải ra ngoài, giúp xóa nhanh nám nhưng mà không làm tổn thương da. Thứ hai nữa đó là thành phần nhân sâm thì nó sẽ giúp tạo ra một cái lớp màng chắn bảo vệ da, ức chế quá trình hình thành và tích tụ melanin sâu bên dưới da, từ đó giúp ngăn chặn cái sự phát triển và lan rộng của vết nám. Tiếp theo nữa là thành phần vi tảo đỏ, nó sẽ giúp mà bảo vệ da khỏi bức xạ của tia UV gây hại, từ đó giúp ngăn chặn quá trình lão hóa ở da, làm mờ vết nhăn và làm đều màu da cực kỳ hiệu quả. Hoặc là cái thành phần dầu thông đỏ đấy thì nó sẽ giúp ngăn chặn quá trình hình thành melanin, tăng cường hệ miễn dịch cho làn da nhờ các cái vitamin và kháng sinh tự nhiên mọi người nhé. Thì đấy chính là những cái thông tin cơ bản về cái kem dưỡng da Casu Abera này. Và cái sản phẩm này nó có 4 cái không nhé. Thứ nhất đó là không gây kích ứng da, thứ hai là không bào mòn, không bong chóc, không đẩy nám làm da sậm màu và không phụ thuộc vào kem mọi người nhé. Đấy là đây là một số những cái feedback của khách hàng khi mà dùng kem này, mọi người thấy không? Đấy, làn da rất là trắng, sau một thời gian sử dụng là các cái vết nám nó sẽ mờ hẳn đi đấy mọi người. Thì đây nó là một cái dòng kem đã được rất là nhiều người sử dụng và mang lại cái hiệu quả rất là cao rồi, nên là chúng ta yên tâm để sử dụng nhé mọi người nhé. Thì cái kem này á, thì nó sẽ giúp này dưỡng trắng da, sáng da này, kể cả những làn da mà bị sạm nám lâu năm này, nó sẽ giúp xử lý nám tàn nhang hiệu quả và sẽ không bị quay trở lại này. Thứ ba là nó sẽ giúp ngăn ngừa trẻ hóa, ngăn ngừa lão hóa, giúp trẻ hóa da căng bóng mướt mịn và khiến da của da trẻ ra đấy, nhìn da y như là da em bé đấy mọi người. Cái kem này nhìn vậy thôi nhưng mà dùng cực kỳ hiệu quả nhá. Thì cái kem này á là dành cho ai? Thì như ban đầu em đã nói là cái kem này là nó chuyên làm mờ nám tàn nhang, giúp dưỡng da, sáng da, đều màu và cho làn da chúng ta căng mịn. Cho nên cái đối tượng mà dùng cái kem này chắc chắn là những người đang gặp các vấn đề về da như là sạm nám tàn nhang rồi, những cái người mà bị nám lâu năm, nám mảng, nám chân sâu, nám sau sinh, nám lặn. Đấy mà đã sử dụng nhiều sản phẩm không hiệu quả rồi, hoặc là chúng ta sử cái làn da là có nhiều tàn nhang, đốm nâu, có xu hướng lan khắp mặt, làm chúng ta hơi bị tự ti đúng không? Rồi cái làn da của những người mà bị nhăn nheo, thô ráp đấy, và da không đàn hồi, thiếu sức sống và cảm giác da của mình nó già hơn tuổi rất là nhiều, thì chúng ta dùng cái kem này cực kỳ phù hợp mọi người nhé. Thì để mà mua được hàng chính hãng thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào? Thì đầu tiên là khi mà lấy hàng về thì chúng ta mở hộp ra, chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ được bao bọc bởi một cái lớp màng co rất là chắc chắn như thế này, và ở trên hộp ấy thì nó sẽ có một cái tem chống giả phản quang 7 màu mọi người nhé. Mọi người hãy lắc qua lắc lại cái hộp kem này đi thì mọi người sẽ thấy là nó phản quang 7 màu lên. Đấy, phản quang 7 màu lên thì nó sẽ, đó chính là hàng chính hãng. Đấy, cái tem này á, cái tem này không có làm giả được đâu mọi người. Nếu mà người ta làm giả, làm nhái thì nhìn qua cái là mình sẽ biết là nó giả, nên là mọi người hãy chụp lại cái tem này nhá. Thứ hai nữa là ở dưới đáy hộp ấy thì số lô ngày sản xuất nó sẽ được in hẳn lên hộp luôn. Đấy, còn hàng giả thì nó chỉ quét lên thôi mọi người, nó chỉ cà quét sơ lên thôi. Đó, và bên này thì nó sẽ có mã vạch nữa, thì mọi người hãy đào phần mềm iCheck về để chúng ta quét nhá. Đây là phần mềm iCheck này mọi người, ta nhấp vào, đây, nhấp vào. Sau đấy chúng ta đưa vào chúng ta quét nhé. Mọi người đợi em một lát. Đây,
thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được sở hữu kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đã đảm bảo chúng ta mua đúng hàng chính hãng nhé. Và khi mà lấy hàng về thì chúng ta nên kiểm tra đầy đủ các cái yếu tố như em vừa nói, vừa quét mã vạch, vừa kiểm tra tem, vừa kiểm tra vẻ bề ngoài, vừa kiểm tra ngày sản xuất, số lô, hạn sử dụng để đảm bảo là chúng ta mua đúng hàng chính hãng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái mọi người nhé. Và nếu anh chị và các bạn cần tư vấn, cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người hãy gọi điện trực tiếp theo số là 0966 636 631 để em hỗ trợ trực tiếp cho anh chị và các bạn nhé. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày ạ. Xin chào mọi người.